Xin chào mọi người. Hôm nay đúng ra là hai clip á, mà gần 9 giờ thấy tu chân ra, quất tu chân luôn, thật là trễ. Hôm nay một clip nha. Tiên võ đế tôn cũng là chân bảy bé tiên 888 số đẹp. Hoàng giả của Đại Sở được vạn người ngưỡng mộ, nhận được sự triều bái của lê dân. Thế nhưng là ông ta lại không phải là một phụ thân tốt. Lời nói của nhân vương năm đó vẫn còn văng vẳng bên tai ông ta. Cần dùng một nữ tử yêu Diệp Đế Hào hiến tế mạng sống của mình để cứu mạng Diệp Đế Hào. Đây là cách duy nhất để cứu anh. Có rất nhiều nữ tử yêu Diệp Đế Hào, chỉ cần tùy tiện tìm ra một người thì vô luận là ai cũng sẽ không ngần ngại mà hy sinh vì anh. Nhưng ông ta là hoàng giả của Đại Sở, trên lưng vác gánh vác lấy vinh quang, cũng gánh vác sứ mệnh thủ hộ thương sinh. Nếu như thực sự phải tìm một nữ tử để hiến tế thì ông ta tình nguyện chọn nữ nhi của mình. Nữ nhi của ông ta tuyệt nhiên không bôi nhọ uy danh truyền thừa của hoàng giả, cười đầy yên nhiên, mặc vào áo cưới vẫn nở nụ cười đi lên tế đàn. May mắn thay, Ngọc Sấu vẫn còn sống, là do Diệp Hào trước khi chết đã đem một tia linh hồn còn sót lại dung nhập vào linh hồn của nàng. Chính là nhờ một tia linh hồn kia đã khơi dậy ngọn lửa sinh mệnh của nàng. Bây giờ nàng còn sống mà người nàng yêu cũng từ luân hồi trở về, một đôi tình nhân số khổ đã thể nối lại tình duyên. Cuối cùng cười một tiếng, Huyền Hoàng quay người đem mảnh rừng trúc này để lại cho Diệp Hào cùng nữ nhi. Ta chờ ngươi tại Thiên Huyền Môn. Diệp Hào không nói gì, chỉ yên tĩnh nhìn nàng, thần sắc áy náy càng đậm hơn. Bỗng nhiên anh bước vào linh trì, bên trong linh trì này có kiền khôn, ao nước chính là nguyên thần lực tẩm bổ hồn phách của nàng. Ngọc Sấu, Diệp Đế Hào đã trở về. Diệp Đế Hào mỉm cười, đừng quên cưới ta. Từ trong cõi u minh vang lên một tiếng cười khẽ trong trẻo mà mơ hồ, so với tiên khúc còn dễ nghe hơn. Thiên hoàng địa lão thề quyết chí không thay đổi. Diệp Đế Hào cười đầy ôn nhu, đó là lời hứa cả một đời của anh đối với một nữ tử. Sau đó anh liền xuất ra đồng lô, đem nguyên thần chuẩn đế cùng kỳ tách ra giam cầm tại giữa không trung. Sau một trận chiến của chư thiên, suốt một đoạn đường này nguyên thần của tộc nhân Hồng Hoang tộc mà anh bắt được để bị mang về sẽ có ích lợi rất lớn. Hồng Hoang sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chuẩn đế cùng kỳ nghiến răng nghiến lợi, đầy rẫy dữ tợn âm trầm như ác quỷ. Toàn bộ Hồng Hoang đều thiếu nợ Đại Sở, lấy mạng đổi mạng mà thôi. Diệp Đào hừ lạnh, đột nhiên ra tay một chưởng vỗ tới. Tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên vô cùng thê lương. Cho dù đó là nguyên thần cấp chuẩn đế, nhưng ở trong Diệp Đào nơi này cũng trở thành sâu kiến hèn mọn. Diệp Đào không chút thương hại, lấy thủ đoạn cường thế quét sạch thần trí cùng kỳ, chỉ lưu lại nguyên thần lực tinh túy nằm ở trong tay. Lực lượng nguyên thần cấp chuẩn đế, hơn nữa còn là đại tộc Hồng Hoang, nhóm sinh linh đầu tiên giữa thiên địa, lực lượng bản nguyên của hắn không phải là người khác mà có thể so sánh được, ẩn chứa vô tận tinh túy. Nào, nàng bồi bổ một chút đi. Diệp Đào mỉm cười, đem lực lượng nguyên thần vò thành một cục, dung nhập vào hồn phách Nam Minh Ngọc Sấu. Theo lực lượng nguyên thần dung nhập vào thể nội, hồn phách của Nam Minh Ngọc Sấu trong nháy mắt được bao phủ bởi một tầng thần hà năm màu vô cùng lộng lẫy. Một tia lực lượng nguyên thần tràn đầy dung nhập vào hồn thể của nàng, khiến hồn lực của nàng tăng vọt, thần hồn cũng theo đó mà ngưng thực thêm một chút. Diệp Hào cũng chưa dám quá mức liều lĩnh, Nam Minh Ngọc Sấu vẫn còn rất yếu ớt, dung nhập một đạo nguyên thần liền lập tức ngừng tay. Nàng còn sống lại ngưng tụ ra nguyên thần cũng chỉ là vấn đề thời gian. Anh còn có cả mỏ lớn nguyên thần Hồng Hoang,
cũng coi như tạo hóa nghịch thiên. Lần này anh trở về nhất định so với năm đó càng đáng sợ hơn. Làm xong những việc này, anh mới ra khỏi linh trì, đứng ở dưới gốc cây già, lấy ra hồ lơ rượu, lắng lặng uống, lắng lặng nhìn. Ta đến thật sự là không khéo rồi, không có quấy rầy các người đó chứ. Một tiếng cười vang lên, một bóng người bước vào, chính là một thanh niên. Diệp Đào nghiêng đầu nhìn qua mới biết đó là ai. Cũng không phải là con trai của chính vương hay sao? Cái tên Tiêu Thần cũng coi như nổi tiếng khắp chư thiên. Năm đó ở dưới Linh Sơn Tây Mạc, Tiêu Thần nổi giận chém thần tử yêu tộc, đại danh chiến thể Lôi Đình đã được thế nhân biết đến. Sao lại rảnh rỗi mà đến nơi này thế? Diệp Đào ném đi bầu rượu, hay là nói ngươi cũng thích cô nương này đúng không? Diệp huynh bớt giỡn, ta chỉ ngang qua mà thôi. Tiêu Thần nhàn nhã cười, nhìn linh trì một cái, cũng đứng ở dưới gốc cây già. Hôm qua người đến hàng nhạc quá nhiều, người đi cũng quá gấp, có chuyện ta quên nói với ngươi. Diệp Hào mỉm cười nói ra, chuyện tốt hay là chuyện xấu? Tiêu Thần vỗ vỗ bụi đất trên đất rồi ngồi xuống. Chiến thần hình thiên. Diệp Hào thần bí cười cười. Chỉ một câu này, Tiêu Thần mới vừa ngồi xuống đã đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt thâm thúy lóe ra thần quang óng ánh. Chiến thần hình thiên khắp chư thiên ai lại không biết, là đại thần nhân thời kỳ Hồng Hoang, chính là lão tổ tiên nhất mạch chiến thể của hắn. Truyền thuyết chiến thần sớm đã là bất hủ, trở thành thần thoại. Tương truyền chiến thể Hồng Hoang cấp chuẩn đế đỉnh phong đã cùng đại đế đấu chiến. Bàn về huyết mạch, hắn cái chiến thể Lôi Đình này cùng chiến thể Hồng Hoang còn kém xa cách vạn dặm, cũng không thể so sánh được. Hai mắt Tiêu Thần càng phát ra thâm thúy, nên cứ nhìn chằm chằm Diệp Đá Hào, cũng biết Diệp Đá Hào nhắc tới hình thiên là có ngụ ý gì. Ta đã gặp qua chiến thần, Diệp Đá Hào mỉm cười nói ra, chuẩn xác hơn mà nói chính là đầu của hình thiên ẩn giấu ở một viên cổ tinh. Đầu của hình thiên sao? Tiêu Thần nghe vậy mà khó thể tin, chiến thần sớm đã quy tịch từ vạn cổ lại còn lưu lại đầu hay sao? Không thể không chúc mừng ngươi, tạo hóa nghịch thiên của ngươi đã đến. Lần này Diệp Đá Hào lại ngồi xuống, không nhanh không chậm nói ra, chiến thần nhờ ta tìm chiến thể tại thế, ngài muốn truyền lại y bát, kéo dài truyền thuyết chiến thần. Thân thể Tiêu Thần cực liệt chấn động, không biết là kinh hãi hay là kích động, chỉ thấy cặp mắt kia lóe ra thần mang màu vàng. Rất rõ ràng Diệp Đá Hào là muốn để hắn đi tiếp nhận y bát truyền thừa của chiến thần, đối với hắn mà nói tuyệt đối là tạo hóa nghịch thiên. Đây là tọa độ tinh không. Diệp Đá Hào lấy ra một ngọc thạch cùng đưa ra, còn có một túi trữ vật, trong đó có chuẩn đế binh, dung nhập vào trong cơ thể đi, một đường nhớ chú ý an toàn nhé. Đa tạ. Tiêu Thần mỉm cười, thần sắc không ngừng kích động, tiếp nhận ngọc thạch và túi trữ vật, quay người lao ra khỏi rừng trúc. Nói đến Diệp Đá Hào thực đúng là một quý nhân của hắn. Lần này đem đến cơ duyên cho hắn chính là phúc phận tu được đời trước, bao nhiêu người thiết tha ước mơ nhưng hắn đã đạt được. Nhìn qua bóng lưng Tiêu Thần đi xa, Diệp Đá Hào không khỏi mỉm cười. Anh đang cảm thấy đại sở thực may mắn, bởi vì tại sau đó không lâu trong thế hệ trẻ tuổi của đại sở sẽ có thêm một tôn yêu nghiệt. Truyền thừa của chính thần hình thiên đây chính là cất nghịch thiên, là bá đạo tới bậc nào, chuyện này nếu truyền đi tất sẽ làm cho nhân thế chấn kinh. Tu lại ánh mắt, anh ngồi xếp bằng nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Khu rừng nhỏ lâm vào yên tĩnh, Nam Minh Ngọc Sấu đang ngưng tụ thần hồn, anh đang ngộ đạo, thần tàng của thánh thể, đạo uẩn vô biên. Chẳng biết đến lúc nào mà đêm đã lặng yên buông xuống, sao trời áo mánh, ánh trăng trong sáng chiếu vào trên thân hai người. Diệp Đá Hào lần ngồi xuống này quả thật rất lâu, khoảng chừng 9 ngày, tâm thần của anh sớm đã bị kéo vào một ý cảnh huyền ảo.
Lại là một đêm yên tĩnh, bên ngoài rừng trúc có người đi vào. Hai thanh niên, một trái một phải, một người trời sinh khí vũ hiên ngang, một người trời sinh khí chất khoan thai, đều rất bất phàm. Nhìn kỹ lại, chính là con trai Thái Vương Long Đằng cùng con trai Đông Hoàng Chu Thiên Dật, cũng là đi ngang qua đến đây thăm viếng. Ta đã nói rồi mà, Diệp Hào đang ở đây. Mới vừa tiến vào, Long Đằng liền cười, trông thấy Diệp Hào đang ngộ đạo. Huyết mạch cùng bản nguyên so với năm đó còn tinh túy hơn không biết bao nhiêu lần. Chu Thiên Dật cười nói, thật đúng là mỗi một lần chết đều là một trận tạo hóa, tịch diệt mà lột xác niết bàn. Hẳn hôm nay so cùng đám hậu duệ hoàng giả chúng ta cộng lại cũng chưa hẳn đã là đối thủ của hắn. Long Đằng cười đầy xấu hổ. Chu Thiên Dật cũng lắc đầu cười một tiếng. Có thể được phong vị hoàng giả của đại sở, có thể tàn sát đại đế, cùng bên trong thế hệ, có ai có thể so sánh cùng với hắn được chứ? Hai người nói chuyện rồi cùng nhau cười, tuy nhiên không rời đi. Một người mang thêm một bầu rượu, tựa như đang chờ Diệp Hào tính lại trò chuyện. Thế nhưng khoảng thời gian chờ đợi này quả thực không hề ngắn, trong nháy mắt đã trôi qua 3 ngày. Cho đến đêm ngày thứ tư, mới thấy thánh thể của anh khẽ run lên. Tiếp theo đó, một sợi kim quang óng ánh từ trong cơ thể anh bay ra, ở bên người anh lại ngưng tụ ra một thân hình. Đạo hình người kia vô luận là bề ngoài, ngũ quan, khí chất, tu vi, bản nguyên, đạo ẩn đều cùng anh không khác nhau một chút nào. Hoặc là nói đây chính là một Diệp Đế Hào khác, như là sao y bản chính, giống nhau như đúc, tìm không ra một tí khác biệt nào. Nhất khí hóa tam thanh sao? Long Đằng nhíu lông mày. Sớm đã nghe Diệp Hào tự chém một đao, tuyệt diệt thần thông nhất khí hóa tam thanh, là một lần nữa khôi phục lại hay sao? Chu Thiên Dật nói ra. Lại thêm một thần tàng của thánh thể. Tại đỉnh Minh Giới Sơn của Minh Giới, Minh Đế cũng đang nhìn, thở dài một tiếng. Thiên phú của tiểu tử này quả thực là nghịch thiên, chưa trôi qua được bao lâu, trước sau liền đã đột nhiên giác ngộ ra tam tông thần tàng, so với ngươi năm đó mạnh hơn quá nhiều. Rồi ngươi sẽ quen với cảnh tượng này nhanh thôi. Đế Hoang nhàn nhã cười một tiếng, một chút kinh hãi đều không có. Chỉ vì chuyện nghịch thiên mà Diễn Hào làm quả thật là quá nhiều. Thí dụ như đồ sát đại đế, so sánh cùng chuyện kia thì chuyện này cũng không nhầm nhỏ gì. Trong đêm tĩnh lặng, rừng trúc có kim quang bắn ra tứ phía, nhuộm cho lá trúc cũng óng ánh. Khí huyết hoàng kim cuồn cuộn tuôn ra, mãnh liệt bùng phát. Nam Minh Ngọc Sấu vẫn ở tại Linh Trì, lắng lặng ngưng tụ thành hồn. Mà Chu Thiên Dật cùng Long Đằng cũng đã nhao nhao lui rải rất xa, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm Diệp Hào, biểu lộ quái dị. Lại nhìn dưới cây già kia, đã không phải một mình Diệp Hào nữa rồi, mà là hai người giống nhau như đúc, kim quang đều bắn ra chói mắt. Nhìn tình hình này, ngày sau tới đối chiến với hắn phải làm cho tốt chuẩn bị, một chọi hai. Long Đằng tặc lưỡi, thở dài không ngừng. Càng mạnh hơn nhất khí hóa tam thanh, càng là hoàn mỹ. Chu Thiên Dật không nói nên lời, chỉ lắc đầu mỉm cười. Một người còn chưa đánh lại, còn một chọi hai, bên trong cùng cấp một người chọi hai tôn thánh thể còn chưa ra đời đâu. Pháp thân thánh chiến, dưới gốc cây, Diệp Hào nhẹ nhàng lẩm bẩm, cũng chưa hề mở mắt, khóe miệng lại nở nụ cười. Đúng như lời nói của Minh Đế, lại xuất hiện một thần tàng nghịch thiên đặc trưng của hoàng cổ thánh thể, kỳ danh tên là Pháp thân thánh chiến. Cái gọi là pháp thân thánh chiến có thể biến thành một chính mình khác trong một khoảng thời gian xác định, mà chiến lực tuyệt đối là ngang nhau. Cái này cùng nhất khí hóa tam thanh có hiệu quả huyền diệu như nhau, nhưng khác biệt chính là pháp thân thánh chiến so ra lại càng thêm hoàn mỹ, mà nếu như chiến tử pháp thân sẽ không ảnh hưởng gì đến bản tôn. Thật là không tồi. Diệp Hào mỉm cười một tiếng, đột nhiên nhắm rồi mở hai mắt ra. Bất chợt hai đạo thần mang màu vàng
từ trong mắt anh bắn ra, so với kiếm còn sắc bén hơn, đem không gian đâm ra hai cái lỗ lớn. Anh đứng dậy, pháp thân cũng cùng nhau đứng dậy, khí huyết bàng bạc như biển, thánh thể như hoàng kim đúc nóng, kim quang lấp lóe. Ta cũng không biết bộ dạng của mình là đẹp trai đến mức như vậy. Diệp Hào xoa xoa bàn tay, xoay vòng quanh pháp thân bật chế độ tự luyến. Pháp thân ngược lại là an tĩnh, Diệp Hào nhìn hắn, hắn một câu cũng nói, như một cây thương đứng lặng im phăng phắc. Lần này nếu như động phòng tất sẽ rất náo nhiệt đó. Long Đằng đi tới chỉ một câu để Chu Thiên Dật chém chút phun rượu, liền bằng ngươi mà thể sao, mặt mũi đều không cần được sao? Ngươi có ý kiến rất hay, Diệp Hào ý tứ sâu xa nói ra, tương tự như nhất khí hóa tâm thanh, chỉ là không biết sức chiến đấu như thế nào mà thôi. Long Đằng cũng đi vòng quanh pháp thân thánh chiến, khi thì còn đưa ra ngón tay tại trên người gõ gõ mấy lần, thử xem một chút chẳng phải sẽ biết hay sao? Diệp Hào nhún nhún vai, chơi luôn. Long Đằng cũng là sảng khoái, một bước lên trời, ra khỏi cổ thành Thiên Long, khoác lên một bộ chiến giáp đều không chút cho dự, mở ra bí pháp gia trì chiến lực, hướng tới chết mà đánh, không cần giữ mặt mũi. Diệp Hào vỗ nhẹ bả vai pháp thân để Chu Tinh Dịch nghe được mà co giật khóe miệng. Pháp thân cũng dứt khoát, một câu cũng không nói, 3-5 cái thúc địa thành thốn bước ra khỏi cổ thành, một câu dạo đầu đều không nói, đi lên liền đập, dùng vẫn là chiêu bài bí pháp Bát Hoang Quyền của Diệp Đại Hào, mà lại là chính đạo hợp nhất. Năm đằng ngược lại là vô cùng trung thực, một đầu đập tới kém chút đã bị pháp thân thánh chiến một quyền đánh cho nổ tung, cũng máu phết đó. Nhìn thấy hồi đánh kia, Diệp Đại Hào cười vui vẻ, không có việc gì lại đi tìm kích động. Chu Tinh Dật một chút cũng không đau lòng, tìm ai đánh không tốt, càng là muốn tìm pháp thân của Diệp Đại Hào mà đánh. Nó cùng bản tôn Diệp Đại Hào ngang nhau, không bị đánh mới là lạ đó. Ê, không đánh, không đánh nữa. Từ bên ngoài truyền về tiếng gào to của Long Đằng, quả thật là rất chật vật, bay vọt đầy trời đầy đất.